Chị nhé. Chào em đi. Chị đến đây có việc gì đấy? Có ạ, hôm qua vừa nhặt được đứa bé ở dưới kia, thấy mình quên bỏ có giấy ở đây. Xin trình cho. Ở phía sau. Cái này chị lấy từ giấy này đâu ra? Lấy ở trong túi bao của em bé ấy. Thế này, thế là hôm qua chị thấy đứa bé ở đường kia phải không? Xong là ra đi tìm mẹ cũng chẳng thấy đâu mà. Xong là ngủ mấy. Thế trong này ghi là mẹ, gia đình mẹ khó khăn nên là không nuôi được. Trong này viết là không nuôi được nên là để con ở đường. Bảo là ai thấy đứa bé này thì lấy về nuôi, nuôi thôi được, còn mẹ thì khó khăn quá nuôi không được. Bây giờ xem ý chị của mình như thế nào. Giờ em xin nuôi đứa bé. Nuôi đứa bé à? Bé bây giờ chị ở một mình hay ở với ai? Ở một mình. Chị chắc chắn sẽ được đứa bé không? Cố có. Như thế nào cũng phải cố gắng. Đứa bé bây giờ mẹ mẹ đứa bé bây giờ bỏ con rồi, thế bây giờ chị muốn nuôi đứa bé à? Thế thì bây giờ chúng tôi sẽ viết một cái đơn cho chị nuôi đứa bé, còn lại còn mẹ đứa bé đi đi đâu ấy thì chúng tôi sẽ điều tra xem mẹ đứa bé ở đâu. Bây giờ còn bây giờ chị mới đi nuôi đứa bé chứ, thế chúng tôi sẽ viết một cái đơn cho chị nuôi đứa bé nhé. Bên tôi sẽ viết một cái biên bản cho chị là nhận nuôi đứa bé nhé. Bây chị ký cho con chị. Bây chị nuôi đứa bé nhé. Chị nuôi cẩn thận nhé. Có gì lên đây báo cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn anh nhé. Tờ giấy này cho tôi đấy. Con chào bác về nhé. Đi về.
Thank you.
đây cho em một bó nhé. Bao nhiêu ấy? 5 nghìn. Cho 2 bó.
Cái bánh gì đó? Con ăn gì? Con ăn. Ăn bé. Thì ăn đi. Ăn. Ăn đi. Con cũng ăn đi. Ăn nước dưới nhé. Bác uống, bác ăn bánh mì no rồi, nên để cho con uống nhé. Con ăn hết cái này cho no nhé, để ăn chứa nhé.